Ở phần 1, chúng ta đã được cùng biên tập viên Quang Trung tìm hiểu về Ngọc Trai Phú Quốc. Khám phá khu vực cảng cá và cách làm khô mực của người dân đảo Ngọc. Chiêm ngưỡng cảnh đẹp của một trong năm bãi biển hoang sơ nhất thế giới, Bãi Sao. Tiếp tục ở phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị cùng biên tập viên Quang Trung tìm hiểu về các thương hiệu nổi tiếng Phú Quốc. Là hồ tiêu và nước mắm Phú Quốc. Tận hưởng giây phút nghỉ ngơi và thư giãn tại khách sạn Vinpearl Resort Phú Quốc. Nào, hãy cùng bắt đầu chương trình Top Việt Nam, Đảo Ngọc Phú Quốc ngay bây giờ. Tôi đang có mặt tại Bãi Dài, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua khi đến với huyện đảo Phú Quốc để có thể chiêm ngưỡng biển cả mênh mông và tận hưởng những kỳ nghỉ thật sự thú vị tại nơi đây. Bãi Dài có đường bờ biển dài khoảng 15 km. Bắt đầu từ mũi Gành Dầu đến rạch Cửa Cạn. Nằm ở phía tây bắc đảo Phú Quốc, Bãi Dài là một bãi biển sạch, đẹp và còn rất hoang sơ. Bãi Dài ở huyện đảo Phú Quốc đã từng được hãng tin ABC News của Úc bình chọn đứng đầu trong số 5 bãi biển đẹp và sạch nhất trên thế giới. Hãng tin ABC News trong danh sách bình chọn các Hidden Beach, bãi biển tiềm ẩn và quyến rũ, đã giới thiệu về Phú Quốc là một hòn đảo tuyệt vời mà Bãi Dài chính là thiên đường, dường như bỏ quên với nắng vàng, nước mát và không gian du dương tĩnh lặng đầy hoang sơ. Nước biển nơi đây trong xanh do không có nhiều ghe thuyền neo đậu, là một điều kiện tuyệt vời cho các bạn lặn biển khám phá đại dương. Các bạn đến đây có thể cảm nhận được một bầu không khí trong lành, pha lẫn hương biển và hương rừng làm quyến rũ lòng người. Đến đây, du khách sẽ thấy hiện ra trước mắt mình không gian bao la, cảnh đẹp và con người như hòa quyện vào nhau giữa trời và biển. Tất cả mang lại cảm giác thư thái, tĩnh lặng, du khách sẽ quên đi bao mệt mỏi, lo toan của cuộc sống thường ngày. Nếu có dịp du lịch Phú Quốc thì đừng quên ghé Bãi Dài thưởng thức phong cảnh tuyệt vời nơi đây.
Xung quanh tôi lúc này là vườn tiêu nổi tiếng của Phú Quốc. Loại tiêu rất là thơm ngon và những vườn tiêu xanh ngắt như thế này cũng luôn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút rất đông khách du lịch khi đến với đảo Phú Quốc. Bước chân vào vườn tiêu Phú Quốc, du khách sẽ không khỏi trầm trồ khi ngắm nhìn những vườn tiêu xanh mướt một màu như thu vào tầm mắt. Chào cô Thanh ạ. Chào chú. Năm nay nhà mình thu hoạch tiêu có được nhiều không cô? Năm nay cỡ thu hoạch cỡ 1,5 tấn. 1,5 tấn cô ạ. Thường thường thì tiêu khi mà thu hoạch thì mình sẽ thu hoạch vào những tháng nào trong năm ạ? Thu hoạch từ tháng Chạp là Tết đó. Tết cho tới tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 là mùa tiêu. Tháng 3 là giờ dứt điểm mùa tiêu đó. Cô Thanh ơi, vậy thì tiêu mà như mình hái xong về chế biến thì được thành bao nhiêu loại tất cả? Ba loại, tiêu sọ là loại 1, tiêu chín loại 2, tiêu đen là loại 3. Dạ. Thế để có thể là biết được tiêu nó ngon thì không biết là mình sẽ có cái cách nào để mình chọn nó không ạ? Như mình hái vô mình lặt tiêu chín ra, còn tiêu xanh thì mình phơi. Phơi ra nó ngại nó thành màu đen là tiêu đen, màu lặt tiêu chín ra thì màu đỏ là tiêu chín, gọi là tiêu đỏ đó. Còn như tiêu sọ thì mình ngâm nước là nó bóc vỏ ra thành tiêu trắng. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều nhá. Tiêu Phú Quốc nổi tiếng vì vỏ mẩy, hạt chắc, cay và thơm nồng. Không tiêu nơi nào có thể sánh bằng. Người dân Phú Quốc bảo tồn nghề trồng tiêu không những vì mục đích kinh tế mà còn có giá trị lớn về văn hóa, du lịch. Tiêu là một đặc sản địa phương và là món quà độc đáo với khách du lịch gần xa. Trước đây, người dân trên đảo Phú Quốc chỉ đơn thuần phát triển nghề sản xuất hồ tiêu truyền thống để cung ứng sản phẩm cho thị trường. Thế nhưng, khi đảo Ngọc Phú Quốc phát triển các loại hình du lịch, nhiều hộ nông dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mở ra các tuyến du lịch sinh thái vườn và cung ứng các sản phẩm hồ tiêu đến với du khách. Từ mô hình này, rất nhiều hộ nông dân trên đảo Phú Quốc làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Du khách đến với đảo Ngọc Phú Quốc không chỉ được khám phá những danh lam thắng cảnh, thưởng thức những món ăn độc đáo, mà còn muốn tìm hiểu những nét văn hóa, những sản phẩm đặc trưng của Phú Quốc qua các mô hình sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, tham gia tour du lịch sinh thái vườn tiêu, du khách sẽ được các nhà vườn giới thiệu các kỹ thuật trồng, chăm sóc để tạo ra sản phẩm hồ tiêu Phú Quốc luôn cay nồng, mang đậm hương vị độc đáo mà nơi khác không có được. Hiện nay, huyện Phú Quốc đã xây dựng nhãn hiệu tập thể cho hồ tiêu Phú Quốc, đảm bảo giá trị của sản phẩm tương xứng với chất lượng vốn có của nó. Đồng thời, có chính sách, cơ chế giữ vững và phát triển nhãn hiệu tập thể này, đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi của người trồng tiêu ở Phú Quốc bao đời nay.
Thưa quý vị, tiêu xanh sau khi mà đã được hái về và được rửa sạch thì sẽ được ngâm với một loại nước giấm để cho ra một cái thành phẩm đẹp mắt như thế này. Bên cạnh đó thì để tăng thương phẩm thì những cái người làm tiêu đã tạo ra rất là nhiều những cái sản phẩm tiêu hấp dẫn. Chắc chắn là tôi sẽ mua hết những số tiêu này về để làm quà. Chị cho em mua hết số tiêu này nhá. Dạ vâng, cảm ơn chị. Bên cạnh vườn hồ tiêu nổi tiếng, du khách đến Đảo Ngọc đúng mùa sẽ được chiêm ngưỡng nhiều đặc sản khác như sầu riêng, chôm chôm. Chắc chắn vườn cây hoa trái trĩu quả sẽ khiến du khách thích thú. Mắm Phú Quốc nổi tiếng trên toàn thế giới. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại một xưởng sản xuất nước mắm Khải Hoàn. Bước vào đây thì tôi thấy ấn tượng nhất với những thùng nước mắm to như thế này. Và chắc chắn tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm hiểu về những nét độc đáo và tại sao nước mắm Phú Quốc lại có một thương hiệu nổi tiếng đến như vậy. Chào chị Liên ạ. Chào em. Vâng, hôm nay rất là vui khi được đến với lại cơ sở nước mắm Khải Hoàn. Tôi đã được nghe rất là nhiều về cái thương hiệu nước mắm Phú Quốc. Và chắc chắn là quý vị khán giả cũng giống như tôi đang muốn tìm hiểu vì sao nước mắm Phú Quốc nó lại có một cái thương hiệu nổi tiếng đến như thế. Nước mắm Phú Quốc thì nó được hình thành hơn 200 năm tại đảo này. Như vậy là nước mắm cá cơm của Phú Quốc á, làm bằng cá tươi. Khi mà những ngư dân người ta đánh cá lên, sau đó thì họ sẽ chuột muối liền tại tàu rồi đem về lên thùng mình ủ chượp. Do tạo sự khác biệt là cá cơm Phú Quốc làm bằng cá tươi cho nên rất là bảo đảm về an toàn thực phẩm. Do đó từ đó cái hương vị đặc trưng, cái mùi của nước mắm Phú Quốc do cái khí dựa cái hậu tự nhiên, rồi những cái thùng gỗ chượp cá đặc chủng của cái vùng đảo này được thiên nhiên ưu đãi. Như vậy là có 3 yếu tố như chị Liên chia sẻ đúng không ạ? Đó là về nguyên liệu này, khí hậu này và những cái điều kiện tự nhiên bên ngoài để có thể cho ra được một cái thương hiệu mắm nổi tiếng đến như vậy. Xung quanh chị Liên cũng giống như tôi bây giờ là những cái thùng nước mắm rất là to, thì không biết là cái thùng nước mắm này thì nó có cái chức năng như thế nào, hay là chính nó đã đưa ra những cái chất liệu nước mắm thơm ngon như thế này. Cái thùng gỗ này á thì là gỗ thiên nhiên của cái rừng này. Trước đây là cái thùng gỗ người ta làm thủ công thì nó sẽ khoảng 6 tấn. Nhưng hiện nay là cái thùng gỗ mình đang chụp cá tại đây, cái thùng này nó là đang là 15 tấn cá. Như vậy thì trước thì 60-70 năm về trước thì cái phương tiện về bơm tháo trộn nó bằng thủ công, do đó họ phải xách từng thùng họ đổ lên. Nhưng mà tới thời điểm này thì cái phương tiện mà bơm để tháo trộn nước mắm thì nó hiện đại hơn, người ta sử dụng bằng máy.
từ đó mình đưa lên một cái thùng gỗ là 15 tấn. Như vậy 15 tấn cá cơm đã muối thành phẩm rồi, đem về vô đây chượp, ủ trong một môi trường nhất định là 12 tháng. Sau đó mình mới cho ra những giọt nước mắm đầu tiên, người ta gọi là nước mắm cốt. Và trong quá trình ủ chượp này, nó là một quá trình ủ chượp lên men rất là tự nhiên. Và đồng thời nó ban tặng cho cái mùi vị màu, đó là thổ dưỡng đặc trưng mà có khí hậu Phú Quốc mà thiên nhiên đã ban tặng cho người dân Phú Quốc. Từ đó nước mắm Phú Quốc rất là nổi tiếng, đã hơn 200 năm trong nước cũng như ngoài nước. Dạ vâng, nghe chị Liên chia sẻ thì tôi đang rất là muốn nóng lòng là có thể là thử một chút cái nước mắm của mình được không ạ? Đúng rồi, được rồi. Nước mắm Phú Quốc thì cái màu nó rất là đẹp. Vâng, cái màu. Thật là thơm. Một chút mặn mặn đậm đậm, đúng là vị của biển. Và có một chút cái vị của, có thể là cảm nhận một chút là cái vị của những con cá, đúng không ạ? Con cá cơm. Vâng. Chắc chắn là đây cũng sẽ là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Phú Quốc mà quý vị đang muốn tìm hiểu. Và qua chia sẻ của chị Liên ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu hơn rất là nhiều về nước mắm Phú Quốc, đúng không ạ? Cảm ơn chị Liên rất là nhiều. Cảm ơn. Biển cả mênh mông đem lại cho người dân đảo Phú Quốc nhiều sản vật vô giá. Một trong số đó chính là loại cá cơm Phú Quốc, được đánh bắt theo mùa vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch hàng năm. Loại cá đặc biệt tạo nên hương vị và thương hiệu của nước mắm Phú Quốc nổi tiếng trên toàn thế giới. Có được chứng kiến cảnh những người ngư dân đánh cá trở về với đầy áp cá cơm đầy khoang mới hiểu hết được những nhọc nhằn của những ngư dân bám biển. Để tạo ra một thương hiệu nước mắm nổi tiếng, quả thật chẳng hề dễ dàng chút nào. Mỗi một mẻ cá được đưa lên thuyền, rồi chính từ bàn tay tài hoa của những nghệ nhân làm nghề mắm trên đảo Ngọc đã mang lại thương hiệu riêng cho nước mắm nơi đây. Và cũng chính từ niềm đam mê của những người con Phú Quốc với tình yêu nghề mà nghề mắm vẫn được lưu truyền và sống mãi. Để hôm nay, mỗi một du khách khi ra thăm đảo có dịp được thưởng thức và mua những chai mắm thơm ngon, chất lượng nhất về làm quà cho bạn bè và người thân của mình. Để tiếp tục cho cuộc hành trình khám phá đảo Ngọc Phú Quốc, tôi đã quyết định lựa chọn khách sạn Vinpearl Resort Phú Quốc để nghỉ ngơi và nạp năng lượng cho những ngày tiếp theo tại hòn đảo xinh đẹp này. Với quy mô 300 hecta, gồm khu khách sạn 5 sao, khu biệt thự, khu vui chơi giải trí, Vinpearl Phú Quốc có các hạng mục phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi và thư giãn của du khách.
khách sạn Vinpearl Resort Phú Quốc tọa lạc ở khu vực Bãi Dài, một trong những nơi còn lưu giữ nét hoang sơ nguyên thủy tại đảo Phú Quốc. Năm 2014, khách sạn Vinpearl Resort Phú Quốc được chọn là nơi tổ chức sự kiện chung kết Hoa hậu Việt Nam. Đây là phòng nghỉ của anh tại Vinpearl Resort Phú Quốc. Chúc anh có kỳ nghỉ thật vui vẻ và thú vị tại đảo ngọc này. Cảm ơn em. Thưa quý vị, đây cũng sẽ là gian phòng ấm cúng giúp tôi có những ngày nghỉ thật tuyệt vời tại Vinpearl Resort. Và chắc chắn là đây cũng sẽ là gian phòng mà quý vị sẽ thích nếu như quý vị các bạn lựa chọn đến với hòn đảo Phú Quốc du lịch. Khách sạn Vinpearl Resort Phú Quốc bao gồm 606 phòng tiện nghi, 44 biệt thự sang trọng và đẳng cấp. Tất cả đều được trang trí hài hòa, bắt mắt với các trang thiết bị hiện đại nhất. Khách sạn có thể đón tối đa 2.000 lượt khách lưu trú. Được thiết kế mở, từ phòng nghỉ du khách có thể hướng tầm nhìn ra bên ngoài để thấy không gian mênh mông của khách sạn. Khách sạn còn thiết kế hồ bơi gần 5.000 m². Đây là hồ bơi được thiết kế lớn nhất trên đảo Ngọc Phú Quốc hiện nay. Du khách có thể thỏa sức đắm mình tận hưởng làn nước trong xanh tại hồ. Và để có thể trải nghiệm hết những dịch vụ tại Vinpearl Resort thì chúng ta sẽ cần một chiếc xe điện như thế này. Bây giờ thì hãy cùng tôi trải nghiệm những cái dịch vụ tại nơi đây nhé. Sau một ngày dài khám phá đảo Ngọc, du khách có thể lựa chọn cho mình dịch vụ massage spa đẳng cấp tại khách sạn để lấy lại năng lượng cho mình. Với một không gian thoáng mát, được thiết kế tinh tế, gần gũi với thiên nhiên, cùng đội ngũ nhân viên có tay nghề, chắc hẳn du khách sẽ cảm thấy hài lòng. Điều quan trọng nhất khi nghỉ ngơi tại khách sạn Vinpearl Resort Phú Quốc, du khách sẽ được thưởng thức bữa ăn sáng, trưa và tối tại khách sạn với thực đơn đa dạng, phong phú và hấp dẫn với nhiều món ăn đặc trưng của vùng biển đảo. Thank you.
Và trước khi chìm vào giấc ngủ, du khách đừng quên thưởng thức buổi biểu diễn nhạc nước. Chương trình đầy hấp dẫn với màn biểu diễn nhạc nước vô cùng đẹp mắt và ấn tượng, tạo sự khoan khoái và thoải mái cho du khách. Đảo Ngọc Phú Quốc còn nhiều điều thú vị ở phía trước. Hãy cùng biên tập viên Quang Trung tìm hiểu những điều kỳ thú ấy tại khu vui chơi giải trí khách sạn Vinpearl Resort Phú Quốc. Cùng khám phá quần đảo An Thới và những người dân hiền lành, chất phác. Lặn biển ngắm san hô, món quà quý giá từ thiên nhiên. Tất cả sẽ có trong phần 3 của chương trình Top Việt Nam, Đảo Ngọc Phú Quốc.